Thầy chào các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy tiếp tục hướng dẫn các em học nội dung tin học lớp 10, bộ sách Cánh Diều hết các em. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề B, bài số 3 trong chủ đề B, đó là thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính. Trang 38 sách giáo khoa ha. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em thực hành đối với bài số 1 là khai thác nguồn học liệu mở trên Internet. Em hãy tìm kiếm, truy cập và sử dụng ít nhất là hai nguồn học liệu mở ở trên Internet. Sau đó thì các em hãy mô tả về các nguồn học liệu mở đó theo một số nội dung như sau. Thứ nhất là tên cơ quan, công ty hay là tổ chức nào cung cấp cái nguồn học liệu mở đó. Thứ hai là nguồn học liệu mở đó thì cung cấp những cái môn học nào hay là kiến thức về lĩnh vực gì. Thứ ba là giao diện viết bằng ngôn ngữ gì. Thứ tư là học liệu được cung cấp dưới dạng nào, chẳng hạn như là dạng siêu văn bản, hình ảnh động, văn bản có sơ đồ, hoặc hình minh họa, đoạn video quay bài giảng, hay là tệp âm thanh, ghi âm bài giảng, vân vân. Thứ năm là có bài tập về nhà, bài kiểm tra hay không. Thứ sáu là có được miễn phí hoàn toàn hay là không. Cuối cùng thì em hãy nêu nhận xét của em về nguồn học liệu mở đó như thế nào ha. Đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn các em khai thác nguồn học liệu mở e-giáo dục.vn nhé các em. Các em mở trình duyệt web lên ha. Trên thanh địa chỉ thì các em nhập cho thầy cái địa chỉ là e-giáo dục.vn. Đây nè các em, e-giáo dục.vn. Xong rồi các em nhấn Enter để mình truy cập nha. Thì đây là giao diện của kho học liệu mở e-giáo dục.vn ha. Mình có thể là tìm hiểu để mình trả lời một số câu hỏi lúc nãy nha. Thì ở đây các em thấy là gì? Trang này đã cung cấp tài liệu, bài học cho tất cả các lớp, từ nhà trẻ luôn nữa các em, có nhà trẻ nè, rồi từ lớp 1 cho đến lớp 12 luôn ha, tức là từ nhà trẻ cho đến lớp 12 luôn. Thì ở đây có rất là nhiều bài học, các em thấy là thể hiện bằng gì? Thể hiện bằng văn bản, bằng hình ảnh. Rồi trong đó có cả video cũng như là các cái bài tập và tương tác, bài kiểm tra, có đầy đủ các thứ nha các em. Ở đây ví dụ như là mình sẽ chọn vào lớp 10 ha. Click vào lớp 10 nè. Rồi, ở trong lớp 10 này thì có rất là nhiều môn. Thì rất là nhiều môn học luôn ha, ở tất cả các cái các lớp. Rồi, đây là tin học, ví dụ như mình sẽ click vào tin học. Thì tin học thì có rất là nhiều bài ở đây. Bây giờ mình sẽ nhấn vào một bài nào đó để mình xem hết các em. Ở đây thầy ví dụ như là thầy sẽ nhấn vào bài đầu tiên đi, giới thiệu về máy tính ha, nhấn vào. Thì nó xuất hiện cái giao diện như thế này. Ở đây thì các em có thể là tải bài này về ở trên cái đường link Google Drive nè, có thể tải về máy luôn ha. Rồi đây là thông tin về tác giả mà cung cấp bài này. Rồi ngoài ra thì các em có thể là nhấn vào học trực tuyến để mình học nè, nhấn vào học trực tuyến. Rồi đây là bài của tác giả ha, mở lên xem thử nha các em. Chào mừng các bạn đến với cuộc thi trong tập này. Thì ở đây nè, các em có thể là chọn các cái mục bài học ở đây, mục 2, mục 3, mục 4 ở đây. Ví dụ như thầy sẽ chọn mục số 4 chứ, 4.1 là khái niệm hệ thống tin học nè, nhấn vào. Hoặc là các em có thể là trả lời các cái câu hỏi luyện tập nha. Ví dụ như đây nè, phần 5 là câu hỏi luyện tập nè, nhấn vào. Ở đây thì các em có thể là tích chọn ha. Thầy ví dụ như mình sẽ chọn như thế này đây, mình chọn tải một câu. Rồi các em nhấn vào kết quả nè. Đó. Thì ở đây hệ thống sẽ báo cho mình là đúng hay sai. Ví dụ trong trường hợp này thì sẽ chọn cái câu trả lời này thì hệ thống là báo chưa đúng. Vậy thì đáp án đúng là đáp án nào? Đáp án đúng là đáp án thứ 3 mới là đáp án đúng ha. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ thầy sẽ quay trở ra. Mình sẽ tìm hiểu xem coi trang web này là trang web của tổ chức nào ha. Các em có thể nhấn vào phần giới thiệu nè. Các em có thể là đọc phần giới thiệu ở đây. Giới thiệu kho bài học liệu số trực tuyến nè. Kho học liệu số trực tuyến là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nha. Với đề án tri thức Việt số hóa của Chính phủ,
và một số đối tác xây dựng nền tảng với mục tiêu là thu thập, lựa chọn, chia sẻ, cung cấp cho học sinh, giáo viên trong ngành, khai thác và sử dụng, phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ số đổi mới, nội dung cũng như phương pháp dạy học, học và kiểm tra đánh giá. Thì tới đây thì các em thấy gì? Cơ quan cũng như là tổ chức nào cung cấp cái kho học liệu mở này các em? Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hợp tác với một số cơ quan tổ chức khác. Tuy nhiên thì cơ quan chủ yếu ở đây đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo ha, mình có thể trả lời. Ngoài ra thì kho học liệu mở này viết bằng tiếng gì các em? Tiếng Anh, tiếng Việt hay là tiếng gì? Thì các em nhìn vào thì các em cũng dễ dàng trả lời được. Thì ngôn ngữ sử dụng để viết thể hiện nội dung ở trong kho học liệu mở này đó là tiếng Việt ha. Bây giờ mình có thể là quay trở ra mình trả lời một số câu hỏi ở trong bài tập số 1 nha. Đầu tiên đó là nguồn học liệu mở ở đây là học liệu mở là e-giáo dục.vn ha. Mình sẽ trả lời cho câu hỏi đầu tiên, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là cơ quan tổ chức cung cấp học liệu mở ha. Thứ hai là cung cấp những môn học nào hay là kiến thức về lĩnh vực gì ha. Cung cấp tất cả các môn học từ nhà trẻ đến lớp 12, tức là lĩnh vực giáo dục phổ thông nhé các em. Rồi, giao diện thì viết bằng ngôn ngữ nào? Đó là tiếng Việt nha. Học liệu được cung cấp dưới dạng nào? Thì ở đây trang e-giáo dục.vn, học liệu này được cung cấp dưới dạng là siêu văn bản nhé các em. Siêu văn bản thì bên trong đó có tích hợp cả văn bản nè, rồi có hình ảnh nè, có âm thanh, cũng như là có siêu liên kết đến các cái siêu văn bản khác ha. Có bài tập về nhà, bài kiểm tra hay không? Thì có bài tập và bài kiểm tra trả lời câu hỏi tương tác các em, mình trả lời là có. Có miễn phí hoàn toàn hay không? Thì đây là một cái nguồn học liệu mở miễn phí hoàn toàn ha. Em hãy nêu những nhận xét của em về nguồn học liệu mở đó, tức là nêu nhận xét về nguồn học liệu mở là e-giáo dục.vn nha. Thì nhận xét, đây là nguồn học liệu mở rất là hữu ích cho học sinh phổ thông ha. Tiếp theo thì các em cần tìm hiểu thêm một trang học liệu mở nữa ha. Và các em cũng trả lời các câu hỏi tương tự như là đối với trang là e-giáo dục.vn nha. Sau đây thầy sẽ gợi ý cho các em một số trang học liệu mở để các em có thể là lựa chọn một trong các trang đó để các em tìm hiểu và các em trả lời thêm một trang nữa ha. Đầu tiên là trang voer.edu.vn ha các em. Thì đây là cái giao diện của trang voer.edu.vn như thế này ha. Các em có thể là tìm hiểu thêm. Thứ hai đó là trang edunet.vn. Thì đây là giao diện của trang edunet.vn ha. Trang thứ ba mà các em có thể là tìm hiểu đó là trang bll.howard.edu. Thì đây là cái giao diện của trang bll.howard.edu ha. Cái trang thứ tư các em có thể tìm hiểu đó là trang futurelearn.com. Đây là trang futurelearn.com, giao diện nó như thế này. Như vậy là thầy vừa giới thiệu cho các em 4 trang, thì các em lựa chọn một trong 4 trang này để mình tìm hiểu và mình trả lời các cái câu hỏi đối với các cái trang này, giống như là trong cái trường hợp lúc nãy thầy hướng dẫn các em đối với trang e-giáo dục.vn ha. Như vậy thì thầy vừa hướng dẫn các em thực hành xong bài tập số 1, trong bài số 3 là thực hành với một số ứng dụng của mạng máy tính. Thì chúc các em học tốt, đạt được điểm cao nha. Các cái bài tập thực hành tiếp theo trong bài số 3 này, thầy sẽ hướng dẫn các em học trong tiết học sau nha. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, các em nhấn vào đường link để các em xem đầy đủ các bài giảng hơn ha. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nha.